Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi hàng khai thác tông cao ha. Cây này có đường thân rất là quái nè. Về mình ép vô một cái chậu thật là kẹn thôi, mình chơi nó mới đẹp. Mỗi góc nhìn thì nó có một cái đường nét riêng ha. Cây này mà anh em lấy về thì có thể là nghiên cứu và cảm nhận xem coi cái góc nào mà mình thấy đẹp nhất thì mình sẽ chọn cái góc đó là mặt chính ha. Và mình sẽ định hình cái bộ tàn của cây theo cái hướng đó. Đường thân nó nhìn rất là quái ha. Nó giống như là chữ viết của bên Trung Trung Quốc vậy. Dạ em xin giao lưu cây sam núi này với giá là 500 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Cây có đường thân là cỡ ngón tay cái của em ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.